Tôi và các bạn lên xem cái di tích của điểm cao 6601 nhé. Đây là di tích lịch sử của trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đây là một điểm chiến đấu oanh liệt giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam thời bây giờ được Mỹ hỗ trợ. Cuối cùng chiến thắng đã trở về với cách mạng Việt Nam, với người dân Việt Nam. Đây là điểm cao 601. Quân và dân cả nước đồng lòng quyết chí chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Nơi đây nhiều anh chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để cho đất nước thanh bình như ngày hôm nay. Và điểm 601 đường hiện ra trước mắt chúng ta. Trong chiến tranh chống Mỹ, điểm cao 601 là một chiến điểm quân sự quan trọng của địch trong hệ thống vành đai phòng thủ bảo vệ thị xã Kon Tum và đường 14, con đường huyết mạch chi viện cho chiến trường Bắc Tây Nguyên. Tôi và các bạn đang thăm di tích lịch sử cách mạng 601. Vâng, đây là điểm di tích lịch sử cách mạng 601 cho các bạn. Tại Đắc Hà, Kon Tum. Vâng, cái điểm này rất cao, rất bằng phẳng, rất chiến lược. Có thể là đứng ở đây quan sát được khắp mọi nơi. Vâng, các bạn và tôi vừa ngắm điểm di tích lịch sử cách mạng 601 tại Đắc Hà, Kon Tum. Xin thân ái chào các bạn.